gói viện trợ cho Ukraine tiếp tục bị Quốc hội Mỹ đình trệ. Mỹ và các đồng minh đang đánh giá lại những tác động có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine và về lâu dài có thể khiến Kiev thua trong cuộc xung đột với Nga. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với đài CNN rằng không có gì đảm bảo thành công với chúng tôi, nhưng chắc chắn Ukraine sẽ thất bại nếu không có chúng tôi. Mối quan tâm trước mắt là tác động đối với cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra ở vùng phía đông và phía nam, nơi các lực lượng của Kiev đã phải vật lộn để đảm bảo những bước tiến. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết, nếu nhìn vào việc chiếm và giữ thêm lãnh thổ, thật khó để thấy điều đó thành công nếu không có sự tiếp tục hỗ trợ của Mỹ. Khi Hungary chặn nguồn tiền viện trợ của EU cho Ukraine, mặc dù các cuộc đàm phán về vấn đề này dự kiến sẽ quay trở lại vào tháng 1 tới, song tin tức này nhấn mạnh việc Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều lo ngại. Nếu Mỹ không tiếp tục hỗ trợ, thì các quốc gia châu Âu cũng sẽ theo trần. Các cơ quan tình báo phương Tây hiện đang tính toán xem Ukraine có thể cầm cự được bao lâu nếu không nhận được viện trợ từ Mỹ và NATO. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ thậm chí còn tính quãng thời gian này bằng tháng. Kịch bản xấu nhất là Ukraine sẽ thất bại ngay ở mùa hè tới. Chiến thắng của Nga không chỉ là tin xấu đối với Ukraine, mà còn là với châu Âu nói chung và là một đòn giáng mạnh vào Mỹ. Các quan chức Mỹ và Ukraine nói với CNN rằng lực lượng của Kiev đã bị Nga bắn tráng gấp 5-7 lần. Nếu không có nguồn viện trợ bổ sung từ Mỹ, các quan chức phương Tây đánh giá Ukraine trước tiên sẽ hết tên lửa tầm xa, sau đó là tên lửa phòng không, đạn pháo, tên lửa tầm ngắn và tên lửa phòng không Stinger.